Điều trị răng số 6 bị lung lay khi đang điều trị tủy thì phải làm gì? Với những răng số 6 mà nó đang điều trị tủy thì nó sẽ bị viêm và nó sẽ có nguy cơ là lung lay. Thì cái trường hợp này là trường hợp cũng bình thường thôi nhé. Nếu mà răng bị viêm tủy mà nó lung lay ở thời điểm đấy thì thông thường ấy, với mình ấy, thì các răng điều trị tủy thường là những cái răng mà nó đã tương đối yếu rồi, mình sẽ mài chỉnh cái răng đấy một chút để cho nó không chạm vào cái răng phía trên nữa, thì nó giống như là cái quá trình mà nó không bị đập đi đập lại, nó sẽ không bị chấn thương nữa. Nên chính vì thế là ở giai đoạn này nếu mà mình mài chỉnh đi thì là nó sẽ tốt cho răng nhé, cái răng nó sẽ chắc lại và sau đó mình chữa tủy xong thì mình sẽ bọc lại. Thì đấy là một trong những cái ưu điểm nếu mà các bạn điều trị tủy nhé. Bé 6 tuổi răng số 6 bị sâu thì liệu có mọc răng lại được không? Ok, mà bé mà 6 tuổi mà răng số 6 bị sâu rồi thì chúng ta sẽ cần xem là mức độ sâu ở độ mấy, nếu mà chỉ sâu ở cái lớp men răng thôi. Đây anh em nhá, đây mọi người nhìn nhá, đây là một chiếc răng số 6 luôn này. Đấy, đây là một chiếc răng số 6 này, và nếu mà răng số 6 này là nó bị sâu thì nếu mức độ sâu nhẹ ở chỉ ở cái mức men răng thì là chúng ta có thể là bảo tồn, có nghĩa là giữ lại được chiếc răng này. Còn với trường hợp mà nó đã sâu vào tủy rồi thì chúng ta sẽ cần chụp phim xem là chúng ta có răng số 7 hoặc răng số 8 hay không. Nếu mà có răng số 7 hoặc răng số 8, ở thời điểm 6 tuổi chúng ta sẽ rất khó nhìn được cái mầm răng số 8. Thế nhưng với những bác sĩ mà kinh nghiệm thì sẽ có khả năng vẫn nhìn được phim của răng số cái mầm răng số 8 nhé. Nếu mà chúng ta có mầm răng số 8 thì rất có thể là chúng ta cái răng số 6 nó đã bị hỏng tủy rồi, thì chúng ta sẽ cần phải nhổ răng số 6 đi và thay thế, nhưng răng số 7, răng số 8 sẽ mọc lên thay thế vào. Nhưng mà nhổ cái thời điểm này cũng khá là mạo hiểm. Thứ nhất là độ tuổi của nhổ răng số 6 là ở độ tuổi mà 6 đến 7 tuổi là độ tuổi rất là bé, và để mà có một cái can thiệp nhổ răng số 6 là một cái can thiệp lớn đấy, nên là phải rất cân nhắc nhổ răng số 6 ở trong cái thời điểm này. Các bạn có thể để cho bé lớn hơn một chút, và với răng số 6 là cái răng mà nó bị viêm nhiễm, thì viêm nhiễm nặng hỏng tủy rồi thì chúng ta sẽ không có cân nhắc giữ lại trong cái trường hợp mà lâu dài đâu. Nếu mà chúng ta có răng số 8 nhé, chúng ta hoàn toàn thể kéo cái răng số 7 về thay răng số 6 và răng kéo răng số 8 về thay răng số 7. Bé 6 tuổi mà răng số 6 bị sâu thì nó sẽ không mọc lại đâu. Răng số 6 là răng vĩnh viễn cả đời nó không thay, nên là rất là tiếc. Tuy nhiên là với trường hợp mà răng số 6 mà bị sâu như vậy thì bạn sẽ có thể là nếu có răng số 7 và răng số 8 thì chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại được răng số 7, răng số 8 để thay thế vị trí răng số 6 đã mất nhé. Và nói luôn là nếu mà sâu răng nặng ở cái răng số 6 là cái răng mới mọc thì chúng ta sẽ phải phải nhổ bỏ đấy. Rất là đáng tiếc, nhưng cái điều này là cái điều rất hay gặp nha các bạn nhé. Tại vì các bạn biết tại sao không? Cái răng số 6 là cái răng nó mọc ở thời kỳ 6 tuổi, và cái răng này là mọc thời kỳ này, các con rất là vệ sinh rất là kém luôn. Và nếu mà các con vệ sinh kém thì sao? Nếu mà các con vệ sinh kém thì nói thẳng luôn là nó rất là dễ sâu răng, và khẳng định với mọi người luôn là nếu mà nó hỏng ở thời kỳ này thì các bạn chỉ giải quyết được cái vấn đề mà răng số 6 thôi thì cực kỳ nguy hiểm, vì các răng khác nó cũng sẽ bị hỏng theo nhá. Thế nên là ngoài việc phải xử lý răng số 6 này thì phải xử lý cả các răng khác nữa.